Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến trở lại với channel của mình. Mình là Raven Minecraft đây. Ok, và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ sum cái gói mà Rush Limited nha các bạn nha. Thì gói này thì chúng ta sẽ có 10 vé thì chúng ta sẽ sum được 10 lần. Và thì chúng ta sẽ rớt được một con Sparking ngẫu nhiên. Và tuy nhiên thì mình cũng không có hy vọng quá nhiều vào trong cái gói này. Tại vì các bạn có cái tỷ lệ của nó này. Đây, 0.02% thì ra kiểu đéo gì đây. Thôi, ok, chúng ta bắt đầu chúng ta sum luôn nha các bạn nha. Rồi chúng ta đào lót nhanh này, thì trong cái này thì mình có cũng gần hết rồi, mình chỉ còn thiếu mỗi con là Slowless Sparking này và là con Gohan đỏ thôi. Đấy, còn ngoài ra thì nói chung mình cũng có hết rồi. Rồi cái này mình cũng không có hy vọng gì đâu các bạn ơi. Đấy, chúng ta sum kiểu như cho biết thôi. Cái này thì mình đánh đã đời luôn á các bạn ơi, chứ không phải là dễ đánh đâu, tại vì tới Rush thứ 4 ấy là cái level của nó cao cực luôn, khoảng 4.000 các bạn ơi, đánh rất là khó luôn. Này, chúng ta có Vegeta này, thấy biết ngay mà. Thì không gà thì họng mình nó hơi bị đau, cho nên mình cũng hơi khó bình luận tại vì mình bị ho các bạn ơi. Rồi. Ra gì đây này? Captain Ginyu. Green. Này nghe chắc nó nằm vòng vòng đâu chính giữa hoặc là cuối thôi này. Này Dream này. Thành công 17 Sparking. Ui, ê, con này mà chưa có các bạn ơi, nó cũng được. Ê, miễn sao là chưa có. Ui, Sparking nữa này. What the fuck? Tí điếu nào. Rồi, chúng ta có Trolley 3 sao này, tuyệt vời luôn. Ok, và clip mình sẽ được kết thúc tại đây nha. Các bạn xem clip thấy hay cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn nha.